quả sau những ngày đi ghe của chú Tư. Ghe 07 nè các bạn, số điện thoại nè. Đây, cá từ bé đến lớn. Rồi. Rồi. Muối cá đỏ trước đi. Muối đỏ trước đi, cái đầu tí nó cái sợi này đây. Hai con muối thông vô hết luôn anh. Hôm nay ngày cuối rồi, chú Tư ra cho ra ngắm máy bay 7 giờ. Ba với ai? Nhớ Tư. Máy bay với mấy bà đi dạo bờ biển rồi, bikini rồi đó. Có không? Có. Đâu đâu? Lát nữa ra tắm trời lạnh quá, chưa đi lát ấm ấm lên, bikini đi ra tắm. Tả vậy, đậu sát chứ chú Tư. Đây, mặt trời là sao tình. Sáng giờ cũng làm được 4 con. Con cá mú. Con mú cắt không? Nuốt vô hầm mà. Nó giật mền. Anh giật mền của em á. Ủa cái mền á, tao lấy tao đắp. Anh để cái mền của anh trên đó mà. Ờ cái mền của anh á, em lấy em nắp nè, rồi ai giật? Chia đôi ra người cái nửa cái. Tao đóng mày chứ mày nó tao giật mạnh mày hả? Chia đôi người nửa cái đi. Sợ cái nửa cái cứ không ai lấy hết. Nó mụ á. Nó ơi chàng. Nó không đắp mền nó gì á, nó coi gò đó đó. Mình cứ nào mình lên á, mình lấy mền, mình lấy ra mình đắp. Rồi em thấy anh bác đắp mà như vậy, xác vô không thấy. À, em thấy anh đắp nó qua giang rất mà. Nó đực quá, nó giục bờ. Sáng thế mà. Đi nghe hòn tre. Hòn là hòn gì chú Tư? Tre nhỏ. Tre nhỏ là tre bự đâu? À lúc đó sau đó hả? Hòn này chắc cũng không có người luôn quá. Có cái bên Kiểm Lâm Kiểm Lương là ồ có cái gạch đá đã. Ở dưới đây đó là lú ra ngoài đó. Hòn tre tên dễ đặt đi đâu cũng thấy. Cái hòn nó cây tre không à. À cây tre không à. Cái hòn nó cây tre. Chọc gì rồi cây tre nữa là. Có là rồi thấy đó. Thôi mọc cái xì xì ra đó. À review nhan sĩ chứ bạn.
chip không? Rồi, có những cái gành đá đẹp ghê các bạn. Ủa chú, sao trong đó nó có cái ghe vậy chú? Cái ghe đó là cho nó chạy tao mới được, nó lụi cho nó luôn. Ghê vậy? Tối á, thằng ta không biết đường á, nó chạy tao lụi cho nó luôn. Lâu rồi, nó mấy năm rồi. Ghe quang hả? À? Ở đó có cái ghe mà bị... Ồ, cái đảo đó có cái đường giữa đó kìa. Cái ghe là ghe bị đâm vô chìm đó các bạn. Ghê. Đây quay cái bay, bay ngay đầu mình luôn. Wow. Bay ngay đầu mình luôn. Wow. Wow. Ủa? Mày xéo rồi ơi. Ra trước. Bye bye, bye bye. Đâu rồi? Săn bye bye. Xào quá. Ông bồ. Nè, nè, nè. Mà chưa? Bắn hả? Wow. Ông bồ. Quả sau những ngày đi ghe của chú Tư, đi ghe 07 nè các bạn, số điện thoại nè. Đây, cá từ bé đến lớn. Đứng trước, quay ra sau là rõ. Được rồi, anh em đi chụp hình được rồi. Rồi em mới quay. Đúng là cái hàng trước cái gì hàng cũ. Lúc mà vô đầu em mới quay nữa. Số nước cái nó mới được hết chú rồi. Số nhà sạch nhớt, muối hơn thì cái nó đẹp. Để có phục cái máy đó.
cái hầm ra nè, hầm này cũng đéo bữa nè. Có chứ. Đây có. Hai con muốn thông vô hết luôn. Bê. Cái con cá bớp không vừa thùng kìa, cắt làm hai vậy. Không vừa thùng nè. Cá bớp ra bẻ đuôi lại. Không vừa. Cắt cái đuôi ra bỏ đi. Cắt một khúc đuôi vậy nè. Băng ha. Cắt khúc đuôi vậy nè. Nhảy qua ghe luôn hay sao? Đi bên ghe đây. Đây đẩy nắp lại kìa. Dính cái thùng ở trong ra. Buông ra.
tiếp. Vậy nha. Không xét nghiệm. Cứ 200 vô. Mấy anh này đi, bữa này đi. Hai bữa, 3 bữa.